là nó sẽ cái phần nước của chị nó sẽ đông đá lại, trong khi cái phần dầu của chị có thể là cái nhiệt độ hóa đá của nó bị nó khác ấy. Nên là những dạng nhũ tương mà chị cho vào đấy thì sau này nước khi mà chị để nó ở cái nhiệt độ phòng bình thường ấy thì nước nó sẽ chảy ra và nó sẽ về pha nước. Trong khi những cái là pha dầu thì nó sẽ dễ, tức là túm lại là nước với dầu thì nó sẽ dễ bị tách lớp hơn. Thì về vấn đề đấy. Ở đây mọi người đã có những ai, những anh chị em nào mà có trải nghiệm về chuyện sử dụng tinh dầu làm kem dưỡng này, làm serum này, làm vân vân các sản phẩm mỹ phẩm thì mình có thể bật mic lên mình trao đổi một chút trước khi chúng ta bắt đầu chính thức chương trình ạ. Thì mình cũng có làm một số cái liên quan tới tinh dầu, mấy kem dưỡng rồi nọ, thì mình thấy cũng không vấn đề gì. Có mấy cái vấn đề mà nãy chị Hải Anh có nói á, thì thứ nhất là nó mùi nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là mình dùng những cái mùi liên quan tới cam chanh mít bưởi chẳng hạn, khi mình đưa vô sản phẩm mà có nước á, thì nó rất là nhanh bị biến đổi mùi. Nó sẽ nhanh chuyển về mùi, về hướng hơi giống chanh muối á. Tức là sản phẩm mà càng nhiều nước á, thì mùi cam chanh mít bưởi nó càng thay đổi mùi, nó thay đổi mùi càng nhanh. Đó là cái mình thấy. Cái thứ hai nữa là nó làm thay đổi độ nhớt cái hệ của mình khá là nhiều. Khi đưa tinh dầu vào á, thì độ nhớt của mình, cái hệ mình sẽ bị rớt độ nhớt. Nó thường nó có thể tăng độ nhớt hoặc giảm độ nhớt, mà thông thường nó sẽ rớt độ nhớt. Cái tiếp đó là cái đứng da rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là phong lữ chẳng hạn. Phong lữ nếu mình dùng một cái liều cũng không không lớn đâu, cũng như vừa vừa thôi, thì nó đã gây cái đứng da rồi á. Vậy phong phong lữ thì nó là mùi mùi thơm cũng dễ chịu, có mùi cũng hơi ngọt ngọt, nhưng mà đưa vào trong sản phẩm mỹ phẩm á, nhất là kem dưỡng, mình cảm giác là nó, tức là mình nó bị cái đứng da khá là nhiều á. Mình đã thử một lần rồi thấy nó cái đứng da tương đối nhiều. Vậy khi đưa tinh dầu vào trong sản phẩm mỹ phẩm á, thì khả năng cái đứng da tương đối mạnh. Anh Tức sử là dụng tinh dầu khi mình nữ ở trong cái sản phẩm dưỡng da của anh ở tỷ lệ bao nhiêu ạ? Thường mùi hương thì mình đưa vào trong sản phẩm nó tầm rơi vào tầm khoảng 0,4% gì đấy, tầm tầm đó. Tầm đúng đó. Mình thấy là trên cái nền nước nó, thông thường trên cái nền nước nó sẽ bị cái đứng da nhiều hơn trên nền dầu. Ví dụ như cái phong lữ đó mình đưa trên nền dầu là dầu dưỡng thì nó không bị, với cái nồng độ đó thì không ăn thua gì hết trong cái đứng da. Nhưng mình khi đưa trên cái nền mà có nước đó, thì nó cái đứng da nhiều hơn trên nền có dầu. Tức là nền dầu không á, nền dầu không á, không có nước đó, thì nó cái đứng da ít. Nhưng mà nếu mà trên nền toàn nhiều nước đó, thì nó cái đứng da tương đối, mình cảm giác nó mạnh. Thú vị nhỉ. Sau này chắc là em và anh Tiến sẽ nhắn tin riêng với nhau về những cái yếu tố sử dụng ứng dụng cái tinh dầu của anh trong những cái sản phẩm mỹ phẩm cụ thể như nào, nó sẽ có những cái biến đổi gì nhé. Tại vì em nghĩ là em cũng rất là em có thể học hỏi từ rất nhiều từ anh ạ. Thế bây giờ thì chúng ta đã Em muốn chia sẻ một chút về tinh dầu chị trong mỹ phẩm ấy. Dạ. Em Dương ạ. Em xin chào cả anh chị và các bạn trong nhóm. Thì em cũng có tức là lĩnh vực chủ yếu của em ấy thì là làm mỹ phẩm về các bộ chăm sóc da ấy, thì em có tức là cũng chỉ dừng lại ở mức handmade và trải nghiệm thôi. Thì em cũng có trải nghiệm với một số các loại tinh dầu, thì em làm cũng được khoảng 4 năm rồi. Thì tinh dầu trong sử dụng trong hệ nước và các sản phẩm về gel, về làm sạch này, rồi dưỡng da như là toner hay là serum hay là kem ấy, thì em đã trải nghiệm những cái sản phẩm tinh dầu như là cúc ngải xanh này, cúc sushi này, hoa hồng này, ngọc lan tây này, rồi trà xanh này, ly hương ly, hoa ly đấy, cà phê, hầu như là có lẽ là cũng thử được khoảng hơn 20 loại tinh dầu đấy. Thì có một số loại tinh dầu là em không bao giờ dám dùng, đó là tinh dầu hoa hồng này và các loại tinh dầu mạnh cay ấy, như tinh dầu bưởi thì cảm giác nó không thơm như là tinh dầu cam thì cũng được, nhưng mà cái những cái nhóm citrus thì em lại không dùng trong mỹ phẩm, vì cái nhóm citrus này nó sẽ kích ứng, làm da mình kích ứng với cả ánh nắng mặt trời đấy, nên là em sẽ không bao giờ dùng trong cái sản phẩm kem ngày. Và đặc biệt là có một số cái sản phẩm như dạng cay ấy, như như quế ấy, thì em sẽ không dùng trên mỹ phẩm, vì kể cả dùng với tỷ lệ rất là nhỏ nó cũng rất kích ứng. Và tỷ lệ tinh dầu thì một số loại thì mình có thể dùng với tối đa là 1%, nhưng một số loại thì chỉ dùng được khoảng 0,1% thôi ấy. Ví dụ như là tinh dầu hoa hồng ấy thì nó có khoảng
em nhớ không lầm thì có khoảng 27 chất gây kích ứng, trong khi tinh dầu của Long Vali ấy thì nó lại không kích ứng. Và hiện nay thì em chỉ sử dụng khoảng mùi hương yêu thích của em nhất là mùi quả hương Pháp và hoàng lan đấy ạ. Hoàng lan thì em gọi, mọi người gọi là ngọc lan tây nhưng mà em gọi đó là hoàng lan. Thì cái mùi hoàng lan ấy rất là thơm và dễ chịu, và kể cả có sử dụng đến 1% ấy thì nó cũng không gây kích ứng. Tuy nhiên thì có một cái mà em nghĩ là sẽ khó biết, đó là chúng ta nên thay tinh dầu trong chu kỳ 3 tháng. Đấy, tinh dầu ấy khi mà sử dụng trên da 3 tháng nó sẽ có hiện tượng nhờn, nên chúng ta có thể thay nhóm tinh dầu này, sau 3 tháng sau chúng ta thích dùng thì chúng ta lại quay trở lại cái tinh dầu đấy để cho da nó sẽ không bị nhờn và có hiệu quả cao hơn. Vì tinh dầu ấy, ngoài cái tác dụng tạo mùi hương ấy, thì mình cũng có tác dụng là dưỡng da này, rồi cái tác dụng liên quan đến tác dụng gọi là aromatherapy ấy, tức là liệu pháp hương hoa ấy. Thì cái hoàng lan là cái tinh dầu mà em sử dụng nhiều nhất trong các cái sản phẩm. Cái nền nước thì nó không tan đấy, nên là khi mà em đưa cho khách ấy, thì em thường gọi là lắc đều trước khi sử dụng lên, tại vì nó không tan mà em không biết làm cách nào cho hòa tan được. Thế còn đâu cái nền kem ấy thì cái nền kem thì nó hòa, nó phân tán rất là đều, rất là tốt, nên là không có gì là để ý trong cái này. Đấy là những chia sẻ về kinh nghiệm của em về tinh dầu trong quá trình làm mỹ phẩm của mình. Cảm ơn em. Bây giờ thì chắc là chúng mình cũng rất là nóng ruột rồi ấy. Thì em tên là Dương đúng không? Tí nữa sẽ có rất rất nhiều các câu hỏi của mọi người để lại và những chia sẻ của mọi người. Nếu mà ai ở đây có những cái kinh nghiệm nào mà muốn chia sẻ tiếp thì có thể để vào cái phần ô chat ở dưới, chúng mình có thể chat với nhau, kể cả trong mà lúc chúng mình đang nói chuyện với nhau này, hoặc là trong lúc mà trong tất cả mọi lúc thôi. Mọi người có nhu cầu gì thì có thể để lại phần chat này. Và nếu mà có anh chị nào ở đây mà đang kinh doanh những sản phẩm gì về tinh dầu, cũng có thể để lại thông tin, hoặc là thông tin tên này, công ty này, số điện thoại để lên trên này. Hoặc là có những ai mà đang có công ty và quan tâm đến những cái sản phẩm tinh dầu thì cũng có thể để lại đây để diễn giả bạn Thảo của chúng ta cũng như là các anh em khác có thể biết là bạn đang có những cái nhu cầu cụ thể về tinh dầu nào. Thì ở cộng đồng của chúng ta thì chúng ta sẽ chia sẻ về cả kiến thức và chúng ta cũng sẽ kết nối với nhau về các cái cơ hội để có sản phẩm tốt và kết nối những cái cơ hội kinh doanh nữa. Thế nên là rất là hy vọng mọi người có thể chia sẻ một cách cởi mở. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xin được phép bắt đầu chương trình. Mọi người sẽ thả tim cho mình trước nhé, hoặc là giơ tay cho mình biết nhé. Ở đây có đến ba mấy anh chị em rồi, yeah. Mọi người sẽ ở lại đến phần cuối để chúng ta cùng chụp một cái ảnh giao lưu ở phần cuối. Và có thêm một vài lưu ý nữa nhé, là bản thân mình cũng như là diễn giả ở đây thì rất là muốn hy vọng được tiếp xúc với mọi người, gọi là mặt đối mặt. Vì thế nên là các anh chị em ở đây sẽ bật video nhưng mà tắt mic. Đến khi nào mà chúng ta có nhu cầu nói thì chúng ta sẽ mở mic lên, còn video thì lúc nào mình cũng mở nhé, để có thể được nhìn thấy nhau. Thế thì bây giờ mình sẽ xin bắt đầu chương trình. Phần ngày hôm nay ấy, thì sẽ có một phần giới thiệu qua về tinh dầu của mình, của tôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ mời diễn giả. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp. Thì tất cả những cái câu hỏi nào của các anh chị để lại ở phần chat, cũng như là cái phần những cái câu mà đã để từ lúc đăng ký rồi ấy, thì mình sẽ lật lại và trả lời ở phần cuối cùng. Mình sẽ share video, share phần screen của mình. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Ủa, làm sao mà để mà mở được cái rồi. Kiểu chưa quen Zoom lắm ấy, mọi người thông cảm một chút, chờ mình một tí nha. Ôi, mọi người hết sức thông cảm cho mình xin 2 phút, cũng chưa kiểu quen với cả cái. Bây giờ mình sẽ ấn vào đâu để mà mình share được cái screen này cho mọi người nhỉ? Đây rồi. Đây rồi ạ. Đây rồi. Nhìn rồi đúng không?
Thế thì đầu tiên mình sẽ xin tự giới thiệu, mình là Thư, là admin của cộng đồng nghề mỹ phẩm Việt Nam. Mục đích của mình ở cộng đồng của chúng ta là sẽ kết nối về kiến thức, về tri thức và về các cơ hội để cho anh chị em ở trong cộng đồng có thể có nhiều những cơ hội để phát triển nghề của mỗi người. Và mình là giám đốc của trung tâm nghiên cứu và đào tạo sản xuất mỹ phẩm Grand Pass Garden. Ở đây thì mình có những cái khóa học nghề dành cho các anh chị em muốn nghiên cứu mỹ phẩm, muốn sản xuất mỹ phẩm và muốn trở thành những người tư vấn chăm sóc da. Ok, một số khóa học của bên mình sẽ có khóa đầu tiên là điều chế mỹ phẩm. Khóa này thì sẽ dành cho những người mà muốn tạo ra công thức của riêng mình và được tư vấn bởi cựu trưởng phòng R&D của tập đoàn Colgate-Palmolive, ông Jesse Lex. Khóa tiếp thứ hai đó là khóa để giúp mọi người có thể tư vấn được về các vấn đề về da và đưa ra những cái lộ trình chăm sóc da cho khách hàng của mình trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng. Có nghĩa là khi bạn trở thành một người tư vấn da cho khách hàng của bạn và bạn đưa ra một cái lộ trình tầm khoảng nửa năm đến một năm thì ít nhất là khách hàng của bạn sẽ ở với bạn từ nửa năm cho đến một năm, tức là bạn có khách hàng trung thành trong thời gian đó. Khóa học được tư vấn bởi một chuyên gia chăm sóc da của Hà Lan, bà Mark Dazing. Và cuối cùng đó là một khóa học về thiết lập lộ trình phát triển của bạn theo đúng những cái luật pháp và những cái quy định của Việt Nam. Bạn muốn phát triển theo hướng nào? Bạn muốn phát triển theo hướng kinh doanh, phân phối mỹ phẩm, nhập khẩu mỹ phẩm để kinh doanh? Hay là bạn muốn sản xuất hay bạn muốn đặt gia công? Thì tất cả những cái đấy nó đều có những hướng dẫn. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về cái con đường, về hành trình, lộ trình của bạn. Sẽ biết bạn đang ở đâu, bạn cần đi như thế nào để đạt đến mục tiêu của bạn. Tại sao bạn nên đi học? Thứ nhất là nếu mà chúng ta cứ cóp nhặt thông tin mỗi nơi một chút thì nhiều khi chúng ta sẽ không có một cái sườn kiến thức thật là bài bản để phục vụ cho chúng ta trong cái nghề, và chúng ta còn có thể hiểu lệch, hoặc là đôi khi có những lúc mà chúng ta có rất nhiều thông tin nhưng mà chúng ta không biết sắp xếp như thế nào để chúng ta có thể hiểu một cách hệ thống. Và khi mà bạn có một nền tảng kiến thức có hệ thống thì bạn sẽ có cái cơ hội để gọi là tạo ra cái thành công một cách nhanh hơn. Về phần mùi hương trong mỹ phẩm thì hôm nay mình sẽ làm một cái phần slide tương đối ngắn, nhưng hy vọng qua đây thì chúng ta có thể hiểu một cách khá bài bản về thế nào là hương liệu và thế nào là tinh dầu. Theo mình được hiểu ấy, theo mình được biết đến từ mọi người, từ các anh chị em ở trong diễn đàn hoặc là ở ngoài nữa, thì mọi người thường nghĩ rằng là hương liệu là một cái gì đấy rất là không thân thiện với người tiêu dùng, còn tinh dầu thì là những thứ mà thân thiện hơn, thiên nhiên hơn, an toàn hơn. Thì liệu điều đấy là đúng hay sai? Thị trường chúng ta luôn hiểu mùi hương, hương liệu là những thứ mà nó sẽ gây kích ứng, còn tinh dầu là những thứ an toàn. Mùi hương là gì? Ở trong mỹ phẩm thì mùi hương nó bao gồm khá nhiều, trong đó hai thứ mà gọi là hay được ứng dụng nhất để tạo ra mùi hương trong sản phẩm mỹ phẩm đó là tinh dầu và hương liệu. Thì đầu tiên, tinh dầu và hương liệu thì đều có một cái mục đích chung, đó là tạo ra một cái mùi cho sản phẩm, tạo ra một trải nghiệm tốt cho khách hàng liên quan đến mùi hương của sản phẩm. Ngoài ra thì thông thường mùi hương thì hương liệu ấy thì người ta sẽ không đề cập quá nhiều đến những cái công dụng của hương liệu, công dụng khác trong việc là dưỡng da. Nhưng mà đối với tinh dầu thì có một số tinh dầu người ta sẽ có những công dụng cụ thể trong dưỡng da mà tí nữa chúng ta có thể được nghe diễn giả của chúng ta là bạn Thảo sẽ nói kỹ hơn. Một cái thành phần mùi hương, nó có thể là hương liệu, có thể là tinh dầu, thì bây giờ mình sẽ tạm gọi nó là một cái mùi hương. Nó sẽ là một cái hỗn hợp, một cái tổng hợp của khoảng 20 cho đến khoảng hơn 100 những cái hợp chất, những cái thành phần hóa học. Thì ở bên tay trái của các bạn, ở bên tay trái của màn hình, chúng ta sẽ thấy một vài những cái thành phần có mùi hương như vậy. Trong khi mà tinh dầu thì nó là một thứ mà từ mẹ thiên nhiên trao cho chúng ta, thiên nhiên có gì thì chúng ta nhận cái đó. Thì hương liệu lại là những thứ mà được tác động bởi bàn tay của con người một cách nhiều hơn và một cách cố ý. Ở bên tay trái của màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái bảng, gọi là một cái
ví dụ như một cái bảng cấu tạo của một cái tinh dầu, cụ thể ở đây là tinh dầu oải hương. Nó có rất là nhiều chất, nhưng mà ở đây mình sẽ list ra một vài cái để mình nói với bạn như thế này. Đó là khi mà nhìn vào đây là một cái hồ sơ, các bạn nhìn thấy cái thành phần ở trên cùng là limonin. Thông thường limonin ở trong tinh dầu oải hương thì nó ở dưới 1%. Và tùy vào cái mùa màng mà năm nay thì người ta thu hoạch tinh dầu oải hương nó có thể là 0,1%, nhưng năm sau người ta thu hoạch thì nó có thể là ở mức là 0,9%, hoặc là đôi khi nó có thể hơn nữa. Nhưng mà đây là một cái bảng tinh dầu tiêu chuẩn cho cái tinh dầu oải hương. Thì người ta sẽ phân, đây là tinh dầu oải hương và nó có rất là nhiều các chất như này, mọi người thấy không ạ? Thì với tinh dầu thì chúng ta sẽ tạm phân nó thành 4 nhóm là tinh dầu organic, tinh dầu thiên nhiên, tinh dầu từ có nguồn gốc thực vật, và tinh dầu nó được gọi là tổng hợp với bởi những cái chất giống thiên nhiên. Thì ở đây mình sẽ nói kỹ hơn cho mọi người nghe. Tự nhiên hôm nay kiểu bị ngại ấy, xong rồi kiểu bị run ấy, không hiểu tại sao luôn. Mọi người thả cho mình cái tim đúng không ạ? Thả tim đi. Không hay thả tim cho mẹ đây rồi, có rồi. Eo ơi. Không, tuần trước thì không sao, tuần này run rồi, run luôn. Ok, thế mình nói tiếp nhá. Là đây được rồi. Tinh dầu hữu cơ thì sao cái màn hình sao nhỉ? Tinh dầu hữu cơ thì là gì, chắc là mọi người đều biết rồi, tức là nó được cái phương pháp ai ai vẫn chơi nhỉ? Bé một quả thu hoạch. Lỗi, ai đang bật mic thì mình tắt mic một chút nhé. Mình đang không biết là mic của ai đang bị vọng vào ạ. Tinh dầu organic thì chúng ta biết rồi, nó là một cái phương pháp thu hoạch hữu cơ mà chúng ta khi mà người ta trồng thì người ta không sử dụng các cái chất, ví dụ như là chất phân, các loại phân bón hóa học, hoặc là các cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà thu hoạch ra thì người ta có một cái loại organic. Organic thì thường là loại tinh dầu đắt, nhưng không phải lúc nào nó cũng đạt tiêu chuẩn. Không phải lúc nào nó cũng đạt một cái tiêu chuẩn như một cái bảng ở bên tay trái này. Bởi vì organic là khi mà người ta nuôi trồng với một cái phương pháp chăm sóc mà nó không được gọi là kỹ, nó gọi là poor farming ấy, tức là chăm bón không được tốt, không được cẩn thận, thì cái chất lượng của cái tinh dầu được làm ra bằng phương pháp hữu cơ thì nó rất là kém. Thì đấy là một cái vấn đề. Cái loại tinh dầu thứ hai đó là tinh dầu thiên nhiên. Thì nó cũng là 100% thiên nhiên, nhưng mà khác với organic là người ta có chăm bón theo một cái tiêu chuẩn nào đó. Thì thông thường cái loại tinh dầu thiên nhiên này khi mà thu hoạch ra ấy, thì nó sẽ có một cái cấu tạo tương đối tiêu chuẩn. Và nhưng mà nó vẫn rẻ, nó vẫn sẽ thường là rẻ hơn tinh dầu hữu cơ. Chúng ta có loại tinh dầu thứ ba là tinh dầu được tinh dầu không phải là 100% dạng là natural thiên nhiên nguyên chất, nhưng mà nó vẫn có chiết xuất thực vật. Cái này thường mọi người bảo là liệu nó có pha thêm cái gì không. Thì tôi lấy ví dụ như thế này, khi mà bạn trồng cái tinh dầu oải hương ở một cái mùa nào đó nhất định, cố định nào đấy, bạn sinh ra, bạn thu hoạch được, và bạn sẽ thấy là thông thường ấy, cái cấu tạo tiêu chuẩn của tinh dầu oải hương có cái chất terpenen 4-ol này này, nó phải nằm ở hàm lượng không trên 0,2%. Nhưng mà đúng cái năm đấy bạn trồng thế nào, bạn thu hoạch ra thì cái chất này nó không có, và nó làm cho cái mùi tinh dầu của bạn nó rất là không đúng, nó bị sai. Thì trong cái trường hợp đó, một số cái nhà hương, tức là những cái người sản xuất tinh dầu ấy, họ sẽ chiết cái chất terpenen 4-ol này từ một cái tinh dầu khác, ví dụ như tinh dầu tràm trà, và họ sẽ thêm cái terpenen 4-ol đấy từ tinh dầu tràm trà cho vào đây, làm sao để cái tinh dầu oải hương nó đạt đúng cái chuẩn là trên 0,2%. Như vậy thì cái tinh dầu này lúc này nó đã không còn gọi là tinh dầu nguyên chất từ oải hương nữa, mà nó là được pha từ những cái chất khác. Thì người ta gọi nó là plant derived, nó vẫn là hoàn toàn 100% từ thực vật, nhưng mà nó không phải là từ một loại tinh dầu. Và đôi khi ấy, nó có thể là có 3-4 chất ở trong này nó thiếu, ví dụ như limonin nó cũng thiếu, thì lúc đấy tôi lại lấy limonin từ tinh dầu bạc hà chẳng hạn cho vào đây. Thì nó có thể là hoặc là chúng ta sẽ có những cái thành phần limonin, cineo, tất cả những cái hương đơn đó, những cái chất đơn đó, thì chúng ta sẽ thêm vào với nhau theo một cái cấu tạo tiêu chuẩn như thế này. Trong lúc thì nó có thể là ở cái loại tinh dầu thứ ba là tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật. Và đôi khi nếu mà những cái thành phần này như limonin này người ta không lấy từ cái tinh dầu bạc hà, mà người ta lại tạo ra nó từ những cái phương pháp hóa học khác, người ta tổng hợp nó một cách hóa học
để có một cái thành phần limonin y hệt như là limonin ở trong tinh dầu oải hương. Và người ta sẽ lấy những cái chất đó, người ta kết hợp lại với nhau ra được cái mùi oải hương này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái loại tinh dầu thứ tư là Natural Identical. Cái này có thể được gọi là tinh dầu cũng được, nhưng mà nó lại cũng có thể được gọi là hương liệu. Bởi vì trong lúc này, mặc dù bạn có một cái hỗn hợp rất là giống thiên nhiên, nhưng mà đây lại là một thứ tổng hợp. Thì đấy là bốn loại tinh dầu khác nhau. Còn sẽ có cái phần bạn sẽ hỏi là hương liệu thì nó như thế nào. Thì hương liệu nó có thể nằm ở chính cái phần loại tinh dầu thứ tư này, nếu mà người ta tổng hợp nó theo cái cách mà giống thiên nhiên. Nhưng nó cũng có thể là những cái thành phần được cho vào với nhau, được ném vào với nhau trong một cái tổng thể mà nó không ra cái loại tinh dầu nào cả. Limonin tôi thích là 10%, cineol tôi thích là 5%. Những cái đấy nó không nằm giống như cái tinh dầu nào, nhưng mà tôi thích nó như thế. Thì lúc đấy chúng ta có một cái mùi mới, thì người ta gọi đó là hương liệu. Thì không biết là mọi người ở đây đã hiểu qua về bốn loại tinh dầu này chưa ạ? Rồi đúng ạ. Chúng ta sẽ đến cái slide tiếp theo. Đấy là so sánh giữa hương liệu và tinh dầu. Ở đây chúng ta sẽ so một số đặc tính. Thứ nhất là về giá. Thì hương liệu nếu mà được tổng hợp theo những cái phương pháp hóa học thì thường là nó sẽ rẻ hơn, trong khi tinh dầu nó đắt hơn. Thứ hai, về độ mạnh. Thì khi mà người ta ngự, khi thông thường ấy, thì hương liệu sẽ có cái mùi nó mạnh hơn, nó gắt hơn là cái tinh dầu. Và vì thế, vì nó mạnh ấy, vì hương liệu mạnh cho nên là cho vào mỹ phẩm thì cái hàm lượng của chúng ta chỉ cần thấp thôi. Đôi khi chúng ta có một cái chất tinh dầu mà cho vào mỹ phẩm thì chỉ cần khoảng 0,1% cũng đã lên mùi rất là mạnh rồi. Trong khi với tinh dầu nguyên chất chẳng hạn, hoặc là tinh dầu thiên nhiên rồi tinh dầu organic, chúng ta phải đến 0,8% thì nó mới có được cái độ mạnh như vậy. Thế thì cộng mấy yếu tố trên thì chúng ta sẽ thấy được là với tinh dầu ấy, bản thân mua nguyên liệu đã đắt rồi mà chúng ta lại còn cho cái hàm lượng tinh dầu đó vào trong mỹ phẩm cũng rất cao nữa, thì cái giá thành của cái sản phẩm nó sẽ bị đội lên rất cao so với khi sử dụng hương liệu là một thứ mạnh mà lại rẻ, thì mà chỉ cần sử dụng ở tỷ lệ thấp. Tiếp theo đó là độ bền của hương liệu và độ bền của tinh dầu. Thì trong trường hợp mà người ta cố ý tạo ra các loại hương liệu thì thường là người ta sẽ cho vào đấy những cái chất chống oxy hóa sẵn, ví dụ như là tocopherol, để người ta làm cho cái hương liệu nó đỡ bị oxy hóa. Và vì thế nên là nó sẽ lâu hỏng hơn. Và nếu nó hỏng thì chúng ta có thể lường trước được nó sẽ hỏng theo cái quá trình là mấy tháng rồi nó sẽ biến mùi như thế nào. Trong khi với tinh dầu thiên nhiên lại là thứ mà bây giờ nếu mà gọi là pha cái tinh dầu thiên nhiên với cả tocopherol thì cũng được. Nhưng mà người tiêu dùng bây giờ thì lại hay ngồi so xem là bạn có pha dầu vào đấy hay không. Tinh dầu thiên nhiên nó nhanh hỏng. Nó rất là nhanh hỏng bởi vì nó không được cho những cái chất chống oxy hóa vào đấy. Tuy nhiên là với người tiêu dùng ấy, nếu mà người ta nhìn thấy ở trong cái sản phẩm bây giờ mà có chữ fragrance, có nghĩa là hương liệu ấy, thì người ta thường là không thích, mà người ta vẫn thích cái tinh dầu cơ. Và cái cuối cùng nữa là độ đồng đều theo mẻ của tinh dầu này rất là thấp. Bạn biết năm nay mùa màng như thế nào đó thì chúng ta có một cái loại tinh dầu mà cao cái thành phần này hơn, năm sau mình trồng kiểu khác thì hoặc là mình chỉ chăm bón kiểu khác, hoặc là nó có mưa gì đó thì nó làm cho cái mùa màng nó bị ảnh hưởng, và chúng ta có một cái chất tinh dầu mà nó kém chất lượng hơn năm trước đó. Thì tức là mỗi mẻ của tinh dầu khi mà chúng ta sản xuất ra, người ta sản xuất ra ấy, thì mùi của nó sẽ rất là khác nhau. Trong khi đấy về hương liệu ấy thì những cái nhà hương người ta đã có một cái bảng tiêu chuẩn đúng không ạ? Hương oải hương thì nó bắt buộc cái chất này phải từng này phần trăm ấy, khi mà người ta làm như thế thì nó sẽ có một cái độ đồng đều nó tốt hơn, và vì thế nên là ngành công nghiệp mỹ phẩm thì người ta vẫn ưa dùng hương liệu hơn là tinh dầu. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng một cách cơ bản, thì các bạn có thể nhìn ở bên trái. Với một số sản phẩm thì cao nhất là những cái sản phẩm dừa trôi thì hàm lượng tinh dầu trong sản phẩm nó có thể đến 0,1,8%, tức là 1,8%. Nhưng cái này là một cái guideline cơ bản. Còn tùy loại tinh dầu nó sẽ có cụ thể như thế nào. Như lúc đấy anh Tiến có nói là cái tinh dầu phong lữ là chỉ dùng ở tỷ lệ rất thấp thôi, còn nếu không thì nó sẽ gây kích ứng cao hơn. Đấy, thì đấy chỉ là một cái tổng thể mà bạn có thể tạm dựa vào đó để sử dụng cho các sản phẩm. Nó vẫn có thể tùy chỉnh từng loại tinh dầu một. Một số lưu ý đó là thiên nhiên không có nghĩa là an toàn. Chúng ta biết rồi, lá ngón cũng rất là kiểu
có hại đúng không ạ? Thì tinh dầu cũng như thế, như lúc nãy cũng có một bạn nói là cái tinh dầu quế nó rất là dễ gây kích ứng da, một số loại thì nó sẽ gây bắt nắng, ví dụ như là tinh dầu chanh xanh hay tinh dầu cam hương vân vân, một số loại, và nó có thể ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Cái này là có thể nhá, tại vì là có một số cái nghiên cứu thì người ta nói là chất này chất kia thì ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Tuy nhiên là đối tượng phụ nữ mang thai không phải là đối tượng đem ra làm thí nghiệm ấy, người ta chưa thí nghiệm trên người và trên một số lượng người mang thai đủ lớn để mà người ta chốt lại là tinh dầu nào thì ảnh hưởng đến thai phụ, còn tinh dầu nào thì không. Người ta không làm thế, cho nên là cái nền tảng nghiên cứu khoa học cho cái việc là tinh dầu ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai nó khá là yếu. Nên cái này người ta chỉ ghi là có thể. Và đến đây là kết thúc cái phần của tôi. Rất là cảm ơn mọi người lắng nghe nãy giờ. Tôi không biết tôi nói có cái gì sai hay không, thì có gì anh Tiến và các anh chị khác trong ngành rất là thông cảm của tôi ạ. Bây giờ thì tôi xin mời bạn Thảo, chị Thảo là CEO của công ty Hoa Thơm Cỏ Lạ. Bên Hoa Thơm Cỏ Lạ thì có bán tinh dầu ở cả quy mô lớn cho nhà sản xuất và quy mô nhỏ, tức là ở những cái chai nhỏ nhỏ cho người tiêu dùng. Thì chị Thảo có thể share màn hình và bắt đầu phần của chị ạ. Bây giờ ở dưới cùng nhé, là có một cái nút là share screen. Không, chị phải bật chia sẻ màn hình. Em là người bật má, lúc nãy chị với em có ấy với nhau rồi còn gì? À, lúc nãy em bị out đúng không? Em trở thành, bây giờ ok, bây giờ em là co-host nhé. Rồi, em share được chưa? Mọi người có câu hỏi gì có thể cho vào phần chat này nhé. Nhìn thấy slide của em chưa? Rồi em ạ. Xin chào mọi người, mình giới thiệu một chút, mình tên là Thảo. Mình là founder của Hoa Thơm Cỏ Lạ, chuỗi cửa hàng tinh dầu chất lượng cho người Việt. Mình có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tinh dầu. Và hiện tại thì mình đang làm việc tại Viện Tinh dầu và các hợp chất thiên nhiên. Hôm nay thì mình thấy ở đây có rất nhiều các anh chị và các bạn đã làm trong ngành tinh dầu. Và cả những bạn mà có rất nhiều trải nghiệm về tinh dầu thì mình cũng thấy hơi bị run. Nên là nếu như mà cái phần mà chia sẻ những cái kiến thức hạn hẹp của mình mà có vấn đề gì thì mọi người góp ý cho mình thêm nhé. Hôm nay thì phần chia sẻ của mình có 4 nội dung. Về tinh dầu là gì, công dụng của tinh dầu trong mỹ phẩm, lưu ý sử dụng tinh dầu trong mỹ phẩm và lựa chọn nguồn tinh dầu. Thì với 10 phút chia sẻ này thì cũng không thể nào mà chia sẻ chi tiết được, nên là mình sẽ đi một cách tổng quan nhất về những cái nội dung này, và nếu như mà có vấn đề gì thì mọi người sẽ hỏi ở phần sau, thì trong cái phần kiến thức của mình thì mình sẽ giải đáp thêm. Thứ nhất thì mình đưa ra một cái khái niệm về tinh dầu. Tinh dầu được định nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế, định nghĩa là một sản phẩm thu được từ các nguyên liệu thiên nhiên có nguồn gốc từ thực vật bằng cách chưng cất hơi nước hay quá trình ép cơ học từ vỏ quả họ cam quýt bằng phương pháp chưng hơi khô hay tách khỏi pha nước. Nói một cách khác là sử dụng bằng cái quá trình vật lý để thu được tinh dầu. Cái cách mà chưng cất tinh dầu, cái cách để thu được tinh dầu phổ biến nhất hiện nay là phương pháp chưng cất đối với đại đa số các loại tinh dầu. Ngoài ra thì đối với các loại tinh dầu họ cam quýt như là cam quýt bưởi thì người ta còn thu tinh dầu bằng phương pháp ép lạnh hoặc là phương pháp gọi là cơ học. Ngoài ra thì đối với những cái tinh dầu hoa hay là tinh dầu mà có hàm lượng thấp ở trong nguyên liệu và giá trị cao thì người ta sử dụng những cái phương pháp như là phương pháp chích ly hay là CO2 sơ tới hạ. Thì đối với mỗi một phương pháp thì nó sẽ phù hợp với cái loại nguyên liệu khác nhau, phù hợp với cái tính chất sử dụng của tinh dầu và phù hợp với cái quy mô sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Với mỗi một loại tinh dầu thì sẽ mang tính chất
sẽ mang tính chất riêng của, với mỗi một loại tinh dầu thì sẽ mang tính chất tương ứng đối với thực vật, cái loại thực vật mà nó sinh ra, từ tính chất hóa học, tính chất sinh học hay là tính chất dược học. Như lúc nãy thì chị Thư có nói về tinh dầu và hương liệu ấy, thì hương liệu cũng có, tức là người ta bắt chước để làm ra tinh dầu là chính là hương liệu, cũng sử dụng những cái công thức hóa học, những cái hợp chất hóa học để tạo nên một cái hỗn hợp nó tương tự như là tinh dầu. Thế nhưng mà không thể bắt chước được hoàn toàn, có thể bắt chước về mặt hóa học nhưng mà về mặt dược lý hay là về những cái hợp chất mà chỉ có ở trong tự nhiên mới có thôi thì không hoàn toàn có thể bắt chước được. Và đối với hương liệu thì chỉ có tác dụng là mang đến mùi thơm cho sản phẩm thôi. Nhưng mà tinh dầu thì ngoài cái tác dụng mùi thơm ra thì tinh dầu còn tác dụng đến hệ thần kinh, tác dụng đến da hay là có những cái khả năng trị liệu khác nhau. Và đã được ứng dụng ở trong y học cổ truyền, ứng dụng trong aromatherapy hay là Ayurveda là y học cổ truyền Ấn Độ. Sorry mọi người, mình hơi bị ngắt quá một tí tại vì mình bị hơi run. Hôm nay cũng run đúng không? Hôm trước chị không run đâu nhưng hôm nay làm sao ấy. Tức là mọi người kiểu tắt mic nhiều quá ấy. Hôm trước ai cũng nói thành ra mình đỡ hơn. Thế mọi người mở mic lên để cho hai đồng chí đỡ run nhé. Ok. Ổn quá chứ. Mọi người không biết ở đây đã ai đọc cái cuốn Hành Trình Về Phương Đông chưa ạ? À, chị Huyền, Mộc Phương đã đọc hết. Cái cuốn này chị có rồi mà chị chưa đọc hết. Cái cuốn này chỉ về phương Đông, em đọc cách đây 2 năm và em thấy rất là hay. Có một cái hay ho mà em chia sẻ được ở trong cái bài này là ở trong cái cuốn này phương Đông nói về cái chữa bệnh của phương Đông với cả phương Tây. Đối với người phương Tây thì người ta sẽ đi vào chỗ nào đau, tức là một cái điểm cụ thể trên cơ thể chỗ nào đau thì sẽ chỉ xử lý ngay chỗ đấy hay là xử lý triệt để một phần đó. Còn đối với y học phương Đông thì là sẽ, tức là khi mà cơ thể có một vấn đề thì tất cả cái bộ phận khác của cơ thể có, về mặt tổng thể nó cũng có những cái vấn đề mà người ta sẽ trị liệu một cách tổng quát. Thì ở đây tinh dầu cũng được coi là như vậy. Nó không có một cái khẳng định rằng là nó đi vào một cái tác dụng cụ thể, chỉ có một tác dụng cụ thể mà nó có một cái tác dụng tổng quát đối với toàn bộ những cái hệ thống trên cơ thể, mà nhiều khi khoa học còn chưa tìm ra được những cái tác dụng đó, chỉ tìm ra được một vài tác dụng thôi mà chưa thể tìm ra được tất cả những cái tác dụng tổng thể. Thì đối với tinh dầu sử dụng trong mỹ phẩm thì tinh dầu ngoài cái ứng dụng về hương thơm ra thì nó có tác dụng trị liệu, trong những cái sản phẩm chăm sóc da. Thì ở đây mình có đưa ra một vài những cái tác dụng cơ bản để sử dụng tinh dầu cho việc chăm sóc da, như là tinh dầu có thể hỗ trợ về cân bằng dầu cho da dầu. Thì ở đây mình có đưa ra một số loại tinh dầu như là rosemary hay là frankincense hay peachy, các loại tinh dầu mà làm dịu hay là giữ ẩm da, sử dụng cho chăm sóc da khô như là lavender, sandalwood hay là tinh dầu dành cho chị mụn. Tinh dầu dành cho chị mụn thì nổi bật nhất ở đây là tràm trà, tí chi. Thì cái tinh dầu tràm trà này đã được ứng dụng trong rất nhiều những cái sản phẩm chị mụn. Và tinh dầu này còn có nhiều những cái nghiên cứu mà chứng minh tính hiệu quả thực sự của nó. Còn đa phần các loại tinh dầu kia thì cũng có những cái thử nghiệm, nhưng mà nó để mà chứng minh một cái tính hiệu quả cụ thể thì cũng chưa có những cái nghiên cứu cụ thể đối với những cái loại tinh dầu này. Hay là cái tác dụng giảm nám hay là chống lão hóa, phục hồi da. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào giới thiệu cụ thể một vài loại. Những cái loại tinh dầu mà được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da thì có lavender, tea tree, một số loại hoa cúc hay là rosemary hay là hoa cam. Một số lưu ý khi mà sử dụng tinh dầu thì vừa rồi thì nghe qua chia sẻ những cái chia sẻ ban đầu của mọi người cộng với chia sẻ của chị Thư,
thì mình có đúc rút lại đây cộng với những cái kinh nghiệm của mình nữa, thì khi mà sử dụng tinh dầu trong mỹ phẩm thì mình sẽ lựa chọn, mình sẽ có những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là về hiệu quả sử dụng, để mà đối với mỗi cái một mục đích, khi mà các bạn tạo nên một cái công thức mỹ phẩm thì các bạn sẽ lựa chọn một cái hiệu quả sử dụng của tinh dầu, một loại tinh dầu cụ thể. Ví dụ như vừa xong mình có đưa ra ấy, là nếu như mà bạn sử dụng cho công thức, cho sản phẩm, cho da khô thì bạn có thể sử dụng cái tinh dầu phong lữ chẳng hạn, hoặc là muốn sử dụng cho da mụn thì sử dụng trầm trà. Thì đó là một cái, tức là khi mà bạn cân nhắc là bạn lựa chọn ngoài cái viên hương thơm ra thì những cái tính hiệu quả đó, thì để bạn lựa chọn những cái tinh dầu sao cho hiệu quả nhất. Tại vì là trên thế giới hiện nay có đến hơn 800, mình được biết thì là có hơn 800 loại tinh dầu. Thì là đó là một cái để bạn lựa chọn khi mà sử dụng một loại tinh dầu. Thứ hai là nguy cơ kích ứng da của từng loại tinh dầu. Thì cái khác biệt của tinh dầu với hương liệu ấy, là khả năng, rõ ràng nhất là cái khả năng kích ứng da của tinh dầu thì rõ ràng là nó nhiều hơn so với hương liệu. Lý do tại sao? Tại vì là trong tinh dầu thì có chứa rất là nhiều các thành phần, và những cái thành phần đó nó chưa được ổn định, nó có thể không ổn định qua những cái lô sản xuất khác nhau, hoặc là với mỗi một loại thì nó sẽ có cái khả năng và nguy cơ kích ứng da khác nhau. Thì khi mà bạn có những cái hiểu biết về từng loại tinh dầu, bạn có thể biết được cái nguy cơ kích ứng của từng loại, để từ đó để bạn cân nhắc để lựa chọn sao cho nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. Cái nguy cơ kích ứng da này đối với sản phẩm tinh dầu cũng như hương liệu thì được quy định bởi Hiệp hội Hương liệu Quốc tế, IFRA. Không biết là mọi người có biết đến cái quy định của về hương liệu của IFRA không ạ? Tỷ lệ an toàn này thì cũng được quy định rất là rõ ràng về hương liệu sử dụng trong mỹ phẩm. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng tinh dầu thì đối với mỗi một loại tinh dầu thì nó sẽ có cái tỷ lệ an toàn khác nhau, chứ nó không có một cái quy tắc nhất định. Tác dụng phụ. Tại vì là trong thành phần tinh dầu nó là một cái hỗn hợp có nhiều cấu tử khác nhau, thế nên là khi mà bạn ứng dụng, tất nhiên là nó khi mà nó đem đến một hiệu quả cho bạn thì nó cũng sẽ có một cái phần mà tác dụng một cái tác dụng phụ đối với sản phẩm mình. Ví dụ như là tinh dầu chầu không, là tinh dầu chầu không là có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm rất là hiệu quả. Tuy nhiên là tinh dầu chầu không có một cái tác dụng phụ là khả năng ức chế melanin. Khi mà có cái tác dụng đấy mà bạn sử dụng cách thường xuyên thì nó sẽ gây ra những cái biến đổi về da. Nên là lúc nãy có cái phần chia sẻ của chị Dương nói về liều lượng khi mà sử dụng ấy, thì tinh dầu nó cũng gần giống như là thuốc ấy. Thì mình sẽ chỉ sử dụng trong một cái liều lượng nhất định thôi. Đối với mỗi một loại tinh dầu thì mình sẽ sử dụng trong một cái liều lượng nhất định để đáp ứng cái hiệu quả mình mong muốn. Cái lưu ý cuối cùng đấy là hạn sử dụng của tinh dầu. Hôm nay mình có đọc ở trên group, ở trên Facebook là có một chị hỏi là hạn sử dụng của tinh dầu thì tinh dầu có hạn sử dụng không. Chị Thư có nói là có cái tinh dầu tràm gió mà dùng 20 năm, để 20 năm rồi bỏ lên vẫn bôi được, tất nhiên là vẫn bôi được nhưng mà không biết tác dụng nó ra sao, thì tinh dầu cũng có hạn sử dụng. Hạn sử dụng ở đây là tùy thuộc vào từng cái loại tinh dầu. Nhưng có những cái loại tinh dầu nó kém bền thì để qua thời gian nó sẽ bị oxy hóa. Khi mà bị oxy hóa thì nó sẽ xảy ra những cái phản ứng tạo ra những cái thành phần chất khác không mong muốn ở trong thành phần tinh dầu, và từ đó thì nó ảnh hưởng đến chất lượng của tinh dầu. Nên là tinh dầu có hạn sử dụng, cụ thể là đối với những cái loại tinh dầu quả có múi thì hạn sử dụng của nó chỉ rơi vào 1-2 năm, với điều kiện là bảo quản tốt tinh dầu thì cái chất lượng tinh dầu sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ánh sáng, nước và không khí, nên là cái việc bảo quản tinh dầu rất là quan trọng.
Ở đây tiếp tục là mình sẽ lấy một số ví dụ về các loại tinh dầu sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Thì thật ra là mình cũng chia sẻ thật là mình chưa có nhiều trải nghiệm đưa cái tinh dầu này vào trong nhiều cái hệ nền khác nhau. Đa phần là mình sử dụng trong cái hệ dầu. Nên là khi nãy mà nghe mọi người chia sẻ về sử dụng ở các hệ nền khác nhau thì cái tinh dầu biến đổi khác nhau thì mình cũng thấy rất là hay, và mình rất là mong muốn có cơ hội được nghe chia sẻ từ mọi người để có thể có thêm những cái kiến thức về sử dụng tinh dầu trong cái hệ nền khác nhau. Đối với tinh dầu tràm trà thì hôm vừa rồi thì mình cũng có tặng một số bạn mẫu tinh dầu tràm trà của bên mình để trải nghiệm ở trong cái sản phẩm mỹ phẩm. Thì không biết là ở hôm nay, ở buổi Zoom hôm nay thì có ai đã từng trải nghiệm cái tinh dầu tràm trà của bên mình chưa ạ? Bạn nào đã sử dụng tinh dầu tràm trà của bạn Thảo thì mình bật mic lên, bạn có một cái cho bạn ấy vui nhá. Các anh chị em nhận được tràm trà Phong Nữ đi đâu hết rồi nhỉ? Bởi vì chị có rồi, chị có của Thảo từ trước rồi nên là chị không lấy mẫu nữa, nhưng mà chị là đứa mà rất thích dùng tràm trà. À, tràm trà là chị mua của em đấy, là để cho việc chị muộn. Bởi vì là chị là đứa mà tuy ít lên mụn nhưng nó lên một phát ấy là vớ vẩn, là nó sẽ lây ra vài cái khác luôn. Nên là thông thường là cứ chị sẽ chấm cái dầu tràm trà lên và thông thường thì nó sẽ không lây nữa, và nó sẽ làm cho cái quá trình mà cái mụn viêm đấy nó rút ngắn đi khá là nhiều. Có thể là thay vì là mất 3 hôm thì có thể là chỉ mất tầm một ngày rưỡi thôi là cái mụn nó đã ổn định rồi. Nhưng không nên chấm lên cái vết mụn mà theo kiểu nó vừa mới mọc ấy, bởi vì có thể là nó sẽ trả mọc lên nữa và nó cứ thành một cái mụn ẩn ở đấy, rất là buồn cười. Ở đây có bạn Huyền này, chắc là có chị Hải Anh cũng đã có kinh nghiệm về tràm trà của Thảo này, có chị Thư cũng đã đến chỗ khu của em này, có bạn Giang Dương, chắc bạn ấy đang chưa kịp bật mic thì bạn ấy có chat ở dưới này là em cảm ơn chị Thảo, em đã dùng tinh tràm trà của chị để xông mặt ngày hôm qua đấy. Thế nên là Thảo yên tâm, ở đây có nhiều chị em đã dùng tràm trà rồi và cũng khá là thích nha. Em cứ tiếp tục đi. Vâng, em cảm ơn mọi người. Về tinh dầu tràm trà thì trong thành phần tinh dầu tràm trà có một thành phần mà nổi bật nhất lên, đó là thành phần terpinen 4-ol. Thành phần này thì có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm vô cùng hiệu quả. Thì cái thành phần này là một gọi là thành phần tức là trong một cái hỗn hợp tinh dầu có rất nhiều những cái thành phần hóa học khác nhau, thì cái đứa terpinen 4-ol này là một cái đứa mà gọi là nổi trội nhất ở trong cái đám này, với cái tác dụng kháng khuẩn kháng nấm. Và cái thành phần này là được chỉ định để đánh giá cái mức độ cái chất lượng của tinh dầu. Người ta quy định rằng là tức là ở trong cái hệ thống ISO ấy, quy định là terpinen 4-ol phải trên 30% thì là tinh dầu tràm trà mới đạt tiêu chuẩn. Thì cái tinh dầu hôm vừa rồi là em có gửi mẫu tinh dầu tràm trà của Việt Nam cho mọi người ở trong cộng đồng Facebook trải nghiệm thử. Mọi người có thể đã nghe đến cái tinh dầu tràm trà này, và thường là mọi người sẽ nghĩ đến là tràm trà là chỉ có ở nước Úc thôi, và không nghĩ rằng là ở Việt Nam cũng có tinh dầu tràm trà. Thì bây giờ không chỉ nước Úc, tức là trước đây thì đa phần là tràm trà xuất xứ từ Úc, nhưng mà bây giờ thì ở Trung Quốc, Ấn Độ, ở Philippines hay là ở Việt Nam thì cũng có tinh dầu tràm trà. Và cái tinh dầu tràm trà ở Việt Nam nó có một cái mùi nó rất là khác so với cái tràm trà của Úc. Thì nếu như mà mọi người thử trải nghiệm thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt đấy. Tinh dầu tràm trà thì theo như một số những cái nghiên cứu thì khả năng trị mụn được so sánh với cái hợp chất benzoin peroxide với tỷ lệ 5%, thì có khả năng trị mụn tương đương, và tinh dầu tràm trà thì có ít tác dụng phụ hơn là cái hợp chất benzoin peroxide này. Khi mà sử dụng tràm trà ở trong hỗn hợp mỹ phẩm thì Hiệp hội Mỹ phẩm châu Âu có quy định tỷ lệ sử dụng an toàn của tinh dầu tràm trà là dưới 1%. Sử dụng để chăm sóc da thường xuyên có tác dụng là tiềm dầu trên da, là sử dụng với tỷ lệ 0,5%.
cái tỷ lệ 0,5% này là em đã trải nghiệm đối với cái hỗn hợp dầu dầu nền cộng với tinh dầu. Thì em sử dụng thường xuyên với cái hỗn hợp này thì da cảm thấy da là kiềm dầu hơn và nó sạch mụn, và gần như là em từ cái ngày mà em sử dụng cái hỗn hợp tinh dầu chấm trà thì da là đỡ mụn hẳn luôn, không có mụn ẩn. Để mà sử dụng điều trị mụn trực tiếp tức là chấm mụn ấy, thì sử dụng với tỷ lệ 5% tinh dầu chấm trà thì đạt được cái hiệu quả trị mụn này, xe vết mụn và giảm sẹo lồi. Tất nhiên là mình cũng sẽ sử dụng vào những cái trường hợp mà khi mà các giai đoạn mụn, như chị Huyền có nói là chị sẽ sử dụng sau khi nặn mụn xong rồi. Như em thì em sử dụng nó mới lên mụn thì em cũng chấm vào đấy và em cũng thấy nó tiêu luôn, nó cũng không thấy lên nữa. Có một cái thành phần ở trong tinh dầu chấm trà tên là Simeon 18 này, cái này có khả năng gây kích ứng nhẹ. Thì em có so sánh tinh dầu chấm trà ở Việt Nam, tại vì em đã làm tinh dầu chấm trà ở Việt Nam được 3 năm. Thì em so sánh các lô 3 năm tinh dầu chấm trà Việt Nam, thì có một cái là cái thành phần Simeon này của tinh dầu chấm trà Việt Nam rất là thấp. Cái tinh dầu chấm trà Việt Nam được trồng ở phía Bắc Việt Nam này có cái tỷ lệ Simeon này rất là thấp, nó chỉ rơi vào từ 1-3% thôi. Do đó thì cái thành phần này là một thành phần gây kích ứng da ở trong tinh dầu chấm trà, thì tỷ lệ cái thành phần này nó thấp thì cái khả năng gây kích ứng nó cũng sẽ hạn chế hơn. Tiếp theo, một ví dụ tiếp theo là về tinh dầu cam hương bergamot. Thì tinh dầu này cũng là một cái tinh dầu mà được sử dụng rất là nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da với thành phần limone. Thành phần này thì trong các sản phẩm mỹ phẩm thì em thấy đa số là có rất là nhiều cái thành phần này ở trong mỹ phẩm. Thì ở trong tinh dầu này sẽ cung cấp một cái thành phần limone này, một chất chống oxy hóa mạnh. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là nianin acetate hay nianol hay pinen, thì có những cái đặc tính khử trùng kháng viêm trị mụn hay là giúp làm dịu bảo vệ da. Tuy nhiên thì đối với những cái tinh dầu có múi thì nó có cái những cái tinh dầu có múi mà được sản xuất bằng phương pháp ép thì thường là sẽ gây ra phản ứng quang bởi vì một cái hợp chất tên là bergamot. Cái hợp chất này thì gây ra những cái phản ứng quang giống như là cháy nắng quá mức, gây ban đỏ, gây sưng nhẹ lên da và có thể là gây phồng rộp da khi mà sử dụng những cái tinh dầu cây có múi. Nên là bây giờ thì đối với những cái tinh dầu bergamot bây giờ mà để mà sử dụng được trong cái thành phần mỹ phẩm thì người ta sẽ phải tách cái thành phần này ra. Nhà cung cấp thì khi mà họ tách được cái thành phần này ra thì người ta ghi ở trên nhãn ấy là bergamot free. Thì mọi người nếu như mà mọi người muốn sử dụng những cái tinh dầu quả cây có múi này cho các sản phẩm chăm sóc da thì mọi người lựa chọn những cái đã được tách cái thành phần này ra khỏi tinh dầu, hoặc là mọi người có thể sử dụng tinh dầu trưng cất. Như ở Việt Nam thì có tinh dầu bưởi, tinh dầu quýt thì được sản xuất bằng phương pháp trưng cất. Lý do là sản xuất bằng phương pháp trưng cất là tại vì cái này là đánh giá cá nhân của mình, là thứ nhất là do về điều kiện công nghệ sản xuất, thứ hai là về quy mô sản xuất chưa đủ để có thể sản xuất bằng cái phương pháp đó đối trên diện rộng đối với những cái tinh dầu quả có múi. Ngoài ra thì cái phương pháp canh tác đối với quả cây có múi Việt Nam thì sử dụng hơi bị quá nhiều những cái thành phần thuốc bảo vệ thực vật. Nếu như mà sử dụng cái phương pháp mà ép lạnh hay là ép cơ học thì nó sẽ còn cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khá là nhiều ở trong tinh dầu. Và một lưu ý nữa đối với tinh dầu cam hương, đối với tinh dầu cam quýt nói chung là những cái loại tinh dầu này cần phải bảo quản rất là cẩn thận. Môi trường bảo quản thường là ở kho lạnh dưới 28 độ C, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không khí. Tại vì khi mà có những cái yếu tố tiếp xúc như thế này thì những cái tinh dầu có múi này sẽ dễ bị có những cái phản ứng bất lợi và tạo ra những cái hợp chất không mong muốn, có thể gây ra kích ứng da. Về tinh dầu phong nữ thì cái tinh dầu này là một cái tinh dầu vô cùng ưa thích của mình, nên là mình mới đưa vào cái chia sẻ ngày hôm nay. Thì
Vừa xong thì mình nghe anh Tiến nói rằng là khi mà ở trên cái hỗn hợp, trên cái hỗn hợp mà kem hoặc là trên một cái hỗn hợp một cái hệ nền khác có nền dầu thì là có khả năng gây kích ứng da, thì cái này thì chắc là mình sẽ phải sửa cái slide này, tại vì là trước giờ thì mình có trải nghiệm cái tinh dầu phong nữ này đa phần là với trải nghiệm trên nền dầu, nên là mình cực kỳ là mình mê cái tinh dầu phong nữ này. Tinh dầu phong nữ này nó có mùi thiên, mùi hoa hồng, mùi nó nhẹ nhàng, mùi rất là dễ chịu, và nó mình cảm thấy là nó phù hợp với cái làn da. Mình có làm cho một số khách hàng của mình thì đa số là mọi người rất là ưng trên cái hệ dầu, và cũng chưa thấy có khách hàng nào phản hồi về cái việc gây kích ứng cả. Còn trên các nền khác thì mình chắc là mình sẽ cần phải học hỏi từ mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, em chia sẻ như thế này có hơi bị buồn ngủ không ạ? Mọi người có thể nói thêm về những cái loại tinh dầu mà mọi người có thể ví dụ thêm cho em xin hai ý kiến không ạ? Hai ý kiến về một loại tinh dầu nào đó mà mọi người sử dụng ở trong sản phẩm mỹ phẩm của mọi người được không ạ? Cho đỡ buồn ngủ. Bây giờ chúng mình bật mic lên và giao lưu nhỉ? Có chị em nào có những cái kinh nghiệm nào về tinh dầu? Chúng mình nói hết ở đây luôn ạ. Không, em xin hai ý kiến thôi, em vẫn chưa hết. Chị Huyền. Chị đợi xem mọi người có ý kiến gì không. Còn đồ của Mộc Hương thì sản phẩm nào cũng có tinh dầu hết, chả biết ví dụ tinh dầu nào bây giờ. Thì chị cứ đưa ra một loại mà chị cảm thấy ưa thích nhất mà chị đưa vào hệ nền của chị đi. Vừa xong thì mọi người cũng có chia sẻ rồi, thì bây giờ chị Huyền chưa chia sẻ thì chị Huyền chia sẻ cho mọi người biết. Tinh dầu chị thích sử dụng nhất là trên hệ nền là trên xà phòng dung dịch. Chị thấy là nó rất là hợp ý. Tức là khi mình đã dùng một sản phẩm làm sạch mà eco rồi tự nhiên như là xà phòng dung dịch rồi thì tất nhiên là mình sẽ chọn tinh dầu là thứ đi cùng với nó để cho nó đồng bộ với nhau. Chứ bây giờ mình chọn một chất nền là eco mà mình lại chọn một loại hương liệu để nó không thân thiện thì nó cũng không hay. Còn ở Mộc Hương thì cái sản phẩm mà được cái mùi hương mà được mọi người nhắc đến nhiều nhất thì chắc là hương mùi già. Đấy là cái mà cũng có thể nói là một sự thành công rất là lớn, mang cái mùi hương mùi già quay trở lại. Có một điều ở cái mùi già mà chị thấy, chị cũng không nhớ được thành phần của nó đâu, bởi vì chị cũng không có sự chuẩn bị trước á, chị cũng không thấy. Khi chị dùng trong cái hệ nền thì nó là một mùi khá là ổn định. Mùi già là một mùi khá là ổn định trên các hệ nền khác nhau, cho dù là trên hệ nền dầu hay là trên hệ nền của một sản phẩm tắm thì nó khá là ổn định. Nhưng những cái mùi như là mùi cam, mùi quýt, những quả có muối thì nó sẽ cần phải chọn lựa hệ nền kỹ hơn. Còn với những sản phẩm dưỡng, với những sản phẩm dạng trên hệ nền dưỡng như là dạng kem ấy, thì mọi người phải rất là cẩn thận khi mà quyết định sử dụng cái tinh dầu vào trong cái hệ nền là kem. Bởi vì là có thể là cái tính ổn định của nó sẽ không được cao. Nó không nó đến từ chuyện là kem nó là một cái sản phẩm mà nó có nước này, hơn nữa là cái việc mà chúng ta mở toang nó ra, nó tiếp xúc với không khí ấy, nó cũng làm cho sản phẩm hỏng rất là nhanh. Và cái sản phẩm này là nó cái sản phẩm dưỡng nữa, mà tinh dầu thì nó lại không phải là bền theo kiểu như là hương liệu, nên là phải rất là lưu ý. Thì đối với cái dạng hệ nền kem á, mà khi mà sử dụng tinh dầu thì chị cũng có làm cho bản thân mình dùng như là kem trên nền hoa hồng, kem với tinh dầu hoa hồng thì của Damasta của Thổ Nhĩ Kỳ.
thì chị sẽ dùng chai kín kín và chai dạng phun, dạng vòi nhấn, ưu tiên việc đấy hơn là việc mà mở nắp ra để lấy. Nhưng mà dù như thế đi nữa thì nó chỉ sau khoảng 3 tháng thôi thì đã thấy là cái mùi nó có sự biến đổi rất là lớn rồi. Gần như là mình mới chỉ dùng hết có 1/3 của cái chai 200ml thôi là nó mình đã thấy là hình như nó hỏng rồi, mình không dùng được. Trong khi đó là nếu mà mình dùng nó là hương liệu hoặc là không mùi đi thì có thể là dùng hết chai 6 tháng hoặc 1 năm mình mà mình để trong góc tủ lạnh nó vẫn rất là ổn. Thôi chiếm hơi nhiều giờ của diễn giả rồi, diễn giả nói tiếp. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của chị Huyền. Em nghĩ là cái chia sẻ của chị cũng là cái mà mọi người rất là quan tâm đấy. Tại vì là đa số, em thấy là đa số mọi người khi mà quan tâm đến Zoom này thì là rất là mong muốn là được sử dụng cái sản phẩm tinh dầu vào trong cái hỗn hợp, vào trong cái sản phẩm mỹ phẩm của mình. Mà mỗi một cái hệ nền khác nhau hay mỗi một loại tinh dầu khác nhau thì nó sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác nhau mà. Nếu như mà mình chưa được trải nghiệm mà được nghe cái sản phẩm này là rất là bổ ích. Em tiếp tục phần chia sẻ nữa mọi người nhá. Ê Thảo, ở đây em có đưa ra một cái bảng phân tích về tinh dầu tràm trà. Để nói tiếp phần tiếp theo, để nói tiếp theo cái phần về phân loại tinh dầu thì ở đây em đưa ra cái bảng phân tích về tinh dầu tràm trà này thì chắc là mọi người làm mỹ phẩm mọi người cũng đã xem những cái bảng này rất là nhiều. Bảng này đưa ra những cái thành phần, vừa xong thì chị Thư cũng có đưa ra một cái bảng này về các thành phần tinh dầu có ở trong đây thì nó sẽ có những cái chất nổi bật lên là những cái chất chính này. Mọi người xem cái bảng này và em sẽ nói phần tiếp theo về phân loại thì về tinh các loại tinh dầu. Đây là theo quan điểm cá nhân của em thì em phân tinh dầu các loại tinh dầu em chia thành 4 loại. Thứ nhất là hương liệu mà lại nói là tinh dầu, tức là nhiều người rất là nhiều nhà cung cấp bán hương liệu nhưng mà lại nói là ví dụ như là tinh dầu hoa hồng mà có giá khoảng 900.000 đến 1.000.000 đồng mà cũng nói là tinh dầu hoa hồng, hay là tinh dầu hoa nhài chỉ có giá là vài trăm nghìn đồng thôi, hay là các loại tinh dầu hoa mà bán giá rất là rẻ, tinh dầu gỗ đàn hương, tinh dầu gỗ đàn hương cực kỳ đắt nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ bán với giá vài trăm ngàn thôi. Thì cái này thì em phân nó vào là gọi là tinh dầu giả mạo. Nếu như mà nó là hương liệu thì không hề xấu, nhưng mà nếu như hương liệu mà nó là tinh dầu thì nó lại không tốt. Tiếp theo là về tinh dầu kém chất lượng. Tinh dầu kém chất lượng thì cụ thể ở đây như vừa xong thì em có đưa ra một cái bảng phân tích ấy. Tinh dầu kém chất lượng ở đây ví dụ như đối với tinh dầu tràm trà này, cái tỷ lệ terpinen 4 ôn theo như tiêu chuẩn thì nó phải đạt trên 30%. Thế nhưng mà khi mà người ta sản xuất ra, thứ nhất là cái tỷ lệ này nó chỉ đạt khoảng 20% thôi, là nó chưa đạt tiêu chuẩn. Đấy cũng là một loại tinh dầu kém chất lượng. Thứ hai là họ có thể bổ sung thêm cái thành phần terpinen từ hóa học hoặc là bổ sung thêm từ cái phần bán tổng hợp vào. Thì cái chất lượng tinh dầu nó cũng sẽ không còn là nguyên chất nữa. Hay là người ta pha loãng tinh dầu với một loại dung môi hữu cơ chẳng hạn. Tiếp theo, cái phần cao hơn của cái tinh dầu kém chất lượng là tinh dầu thô. Thì hôm trước em có trả lời một cái câu hỏi của một người ở trong nhóm hỏi về tinh dầu gọi là tinh dầu nguyên chất. Thì cũng là tinh dầu nguyên chất nhưng mà tinh dầu hứng từ trong nồi ra cũng là nguyên chất, và tinh dầu đã qua xử lý thì cũng là nguyên chất. Tinh dầu ở Việt Nam thì đa phần là sản xuất bằng công thức chưng cất. Thì cái quá trình sau khi mà chưng cất xong, tách nước xong thì đối với một số loại tinh dầu, cụ thể ví dụ như là tinh dầu cam quýt bưởi mà chưng cất ấy, thì cái hàm lượng, cái tỷ lệ nước ở trong tinh dầu nó vẫn còn dư một phần nào đó ở trong tinh dầu. Và cái thành phần đó ảnh hưởng rất nhiều đến tính ổn định của tinh dầu, ảnh hưởng đến cái việc bảo quản tinh dầu được lâu dài. Thì nếu như mà tinh dầu mà không được xử lý về những cái tạp chất ban đầu hay là xử lý sạch nước đi thì
nó cũng chỉ là gọi là tinh dầu thô thôi, nó chưa phải là tinh dầu thành phẩm. Tiếp theo thì một cái loại mà tinh dầu nguyên chất mà giá trị cao nhất đấy là đạt được tất cả những cái tiêu chuẩn theo ISO hay là tiêu chuẩn Việt Nam. Sau khi mà chưng cất xong, tách nước xong thì đều đã được xử lý ổn định, được bảo quản trong môi trường ổn định và một cái thời gian nhất định. Thì đấy là cái phân loại về tinh dầu để mọi người có những cái hướng lựa chọn, chứ không phải là cứ tinh dầu đến tận lò chưng cất hướng tinh dầu ra thì đấy là tinh dầu tốt. Đôi khi người ta cái việc mà thu hoạch nguyên liệu về xong rồi chưng cất ấy, nó đã ra một cái tinh dầu khác hoàn toàn rồi và chất lượng nó cũng không thể được như cái tinh dầu mà có một cái quy trình sản xuất ổn định và có những cái phương pháp đánh giá, có cái phương pháp xử lý tốt. Và ở trong cái phân loại tinh dầu này thì em đánh giá cao nhất là về sự trung thực của nhà sản xuất. Tức là khi mà lựa chọn một nhà sản xuất ý, quan trọng nhất là bạn phải lựa chọn một cái nhà sản xuất mà họ sản xuất ra như thế nào và họ trung thực, họ nói với bạn rằng là đây thực sự nó không phải là tinh dầu hay tinh dầu của anh, nó sản xuất ra cụ thể nó chỉ đạt được như thế này, mức như này thôi. Còn nếu như mà họ sản xuất ra một cái họ cũng không đánh giá được cái chất lượng của họ mà họ nói là sản phẩm tốt thì như thế thì mình cũng không thể biết được. Các yếu tố để lựa chọn tinh dầu cho một sản phẩm, thứ nhất là nói về uy tín của nhà cung cấp thì em cũng vừa có nói ở trên. Tiếp theo là các thông số kỹ thuật, nó là giấy chứng nhận phân tích hay là COA. Như vừa rồi cái một tế bào phân tích đấy cũng là một cái cơ bản về COA, nói lên tính chất vật lý và tính chất hóa học của một loại tinh dầu. MSDS là chỉ dẫn an toàn hóa chất. Cái bảng chỉ dẫn này sẽ nói lên cái mức độ ảnh hưởng của tinh dầu đối với môi trường này, đối với cơ thể, cũng như những cái tác động hay là tỷ lệ sử dụng tinh dầu. Thì là đấy là bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất đối với một loại tinh dầu. Tiếp theo là về cái việc bảo quản và hạn sử dụng đối với từng loại tinh dầu thì mọi người sẽ nên chú ý hơn về cái việc bảo quản và hạn sử dụng khi mà ứng dụng đối với cái sản phẩm có phù hợp hay không. Tiếp theo là về phù hợp về mùi hương, về tính ổn định, về cái tính ổn định phù hợp với cái hệ nền của mọi người. Ví dụ như tinh dầu cam quýt thì những cái tinh dầu cam quýt thì là nó có tính ổn định khá là kém thì mọi người có thể cân nhắc trong việc sử dụng đối với sản phẩm. Và tiếp theo là cái cuối cùng là khi mà mọi người đã lựa chọn sử dụng tinh dầu cho cái sản phẩm của mình thì sẽ phải phân tích những cái liên quan đến tính rủi ro về mặt an toàn. Mọi người cũng biết rằng là tinh dầu có những cái tác dụng như thế và có những cái bất lợi như vậy, thì để mà cân nhắc rằng là nó có thực sự phù hợp hay không, hay là mọi người sẽ cân nhắc để mà đưa cái thành phần này lên nhãn, lên bao bì để người tiêu dùng có thể nhận dạng được rằng là có những cái tinh dầu như thế này và đưa ra những cái cảnh báo đối với người tiêu dùng trước khi sử dụng, có thể dùng thử cái sản phẩm này. Phần chia sẻ của em đến đây là kết thúc. Hình như em nói hơi nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và Điền ấy để thả tim cho diễn giả đúng không ạ? Nếu như mà có gì mọi người cảm thấy chưa hợp lý thì mọi người góp ý thêm với em nhé. Cảm ơn mọi người. Okay. Xin cảm ơn Thảo. Ở đây có một số câu hỏi dành cho bạn Thảo đây ạ. Xem nào. Một câu mà anh Tiến cũng đang trả lời dở, đó là tinh dầu thì có thể pha loãng ra để uống được không? Ở trong trong nhóm của chúng ta thì là nhóm về nghề mỹ phẩm, cho nên cái việc tinh dầu có uống được vào trong bụng không thì nó lại thật sự là không, nó chưa thực sự phù hợp với cả những anh em làm trong ngành mỹ phẩm, nhưng mà nó lại là một cái câu hỏi mà rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Như vậy thì bây giờ rất là muốn hỏi Thảo, bởi vì bạn không chỉ làm trong ngành mỹ phẩm đúng không? Tinh dầu của bạn còn dùng trong rất nhiều các yếu tố khác, kể cả dược nữa. Thì bây giờ mình hỏi rằng là tinh dầu có dùng để pha loãng ra uống được hay không hả Thảo? Em nói là em xin phép trả lời câu hỏi này là tinh dầu có thể pha loãng và uống được. Tuy nhiên thì với cái nồng độ, mức độ như thế nào để sử dụng với mỗi người thì nó sẽ tùy thuộc vào từng loại tinh dầu và tùy vào thể trạng của từng người.
cái này mình sẽ cần có cái đánh giá của những cái chuyên gia mà làm trong lĩnh vực tinh dầu, và tức là có những cái chứng chỉ chứng nhận mà phù hợp để tư vấn cho từng người khi mà sử dụng loại tinh dầu đó. Bây giờ chị đang muốn hỏi Thảo một tí là có phải tất cả các loại tinh dầu đều dùng để uống được hay không? Nếu mà em nói là tinh dầu để uống được thì ví dụ như là tinh dầu của cam hoặc là gừng thì ok, thế tinh dầu của một loại gỗ nào đó thì chúng ta có uống được không? Có uống được. Em hôm trước thì em có được tiếp xúc với tinh dầu chấm hương, người ta hiện nay thì đang có những cái nghiên cứu về uống tinh dầu chấm hương để phòng và điều trị ung thư, thì nó cũng chưa phải là một cái nghiên cứu cụ thể đâu, nhưng mà cái việc mà pha loãng tinh dầu ra ở một cái tỷ lệ an toàn để uống thì là có, và tinh dầu có thể uống được. Tuy nhiên thì cũng nói với mọi người rằng là rất cẩn thận với việc đưa tinh dầu vào trong cơ thể của mình bằng đường uống. Em có thể nói rõ hơn vấn đề này được không? Cái này thì em chưa thể giải thích chi tiết với mọi người được. Rồi, ok, thế thì mình xin nói qua một chút là mình không có kiến thức gì về chuyện là dùng tinh dầu để uống lắm. Tuy nhiên là trong mỹ phẩm ấy thì chúng ta có một thứ gần liên quan, đó là ứng dụng tinh dầu để làm các sản phẩm cho môi, đúng không ạ? Sản phẩm cho môi thì nó cũng có thể đi vào đường bên trong. Thì thông thường với những cái sản phẩm cho môi thì người ta hay dùng hương liệu môi, hương liệu dạng dùng làm son hơn là dùng tinh dầu. Bởi vì tinh dầu thì nó sẽ... Chúng ta cũng hiểu như là Thảo nói là nó sẽ có hai mặt, nó sẽ có những cái dược tính nào đó, cũng những cái công dụng nào đó. Mà giống như một dạng thuốc ấy, thì nó sẽ có hai mặt. Vì thế nên là ứng dụng tinh dầu để làm các sản phẩm cho môi thì thứ nhất là đôi khi nó sẽ gây kích ứng này, có một số loại. Cái thứ hai nữa là nó có thể gây nóng. Chúng ta biết là người bị đau dạ dày thì sẽ sử dụng tinh bột nghệ, đúng không ạ? Dùng tinh bột nghệ để làm giảm các cái vấn đề về dạ dày, nhưng người ta sẽ không dùng bột nghệ. Tại sao? Tại vì bột nghệ thì nó sẽ có hàm lượng tinh dầu nào đó, và nếu mà người đau dạ dày mà ăn bột nghệ vào thì nó lại còn nóng hơn. Cái tinh dầu nghệ đó nó sẽ gây nóng cho cái người đau dạ dày. Cho nên là yếu tố đó thì khiến cho những cái nhà sản xuất người ta sẽ phải loại cái hàm lượng tinh dầu đấy ra khỏi cái bột nghệ để người ta có một cái gọi là tinh bột nghệ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái tinh dầu thực ra là có thể là sẽ dùng để uống được ở trong một số trường hợp nào đó, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Em thấy có câu hỏi là tinh dầu của chị Giang là nói là một số loại tinh dầu thì không uống được đâu, chẳng hạn như là long não. Điều này thì nghĩ là đúng, bởi vì là cụ thể là tinh dầu nào thì chúng ta cũng sẽ phải hỏi nhà sản xuất. Có thể là các loại tinh dầu của Thảo thì đều có thể dùng để uống được một tỷ lệ rất nhỏ, hoặc là theo những khuyến nào cáo nào đó của Thảo. Nhưng một số nhà bán tinh dầu khác có thể là họ sẽ có những cái khuyến cáo khác, bởi vì là mỗi bên thì nó sẽ có những loại tinh dầu khác nhau, và cùng một cái tinh dầu chẳng hạn như là tràm trà thì mỗi bên nó sẽ có những cái tiêu chuẩn rất là khác nhau luôn. Cả cách xử lý khác nhau nữa chị ạ. Tinh dầu dùng để uống thì sẽ phải có những cái tiêu chuẩn cao nhất, và đôi khi thì người ta sẽ phải xử lý những cái chất không mong muốn có trong tinh dầu để có thể sử dụng được bằng đường uống. Ok, có lẽ là bây giờ thì cũng hơi muộn rồi, nên là nếu mà anh chị em có những cái câu hỏi gì thì mình có thể để lại sau, hoặc là mình sẽ để lên phần chat của cộng đồng của chúng ta. Nếu mà mọi người có những trải nghiệm gì hoặc là những đóng góp gì thì cứ vui lòng là viết thẳng lên trên nhóm, và tất cả chúng tôi thì luôn luôn sẵn sàng lắng nghe. Nếu có gì mà không phải thì mọi người cứ bỏ qua cho nhé, tại vì đây mới chỉ là cái lần kiểu Zoom buổi đào tạo thứ hai của chính thức, là buổi đào tạo thứ hai ở cộng đồng thôi, nên là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm ấy. Nhưng là bây giờ mọi người đã ở đây đến phút cuối rồi thì chúng ta sẽ bật video lên và chúng ta sẽ cùng chào nhau, và chúng ta sẽ chụp một cái màn hình để kỷ niệm cho cái buổi thành công tốt đẹp của chúng ta. Mọi người, đầu tiên là mọi người thả tim nhá. Thả tim ở dưới sẽ có phần reaction này, mình sẽ thả một cái tim lên trên này. Xong rồi sau đó thì chúng ta sẽ chụp màn hình lại nha. Rồi, ok. Bây giờ mọi người chuẩn bị nhá. Không biết bạn Lan Thủy có thể bật video lên không ạ? Các anh chị em đều bật lên giúp mình nhá. Rồi, mình sẽ... Mọi người thả tim đi ạ. Thả tim nhiệt tình cho mình xem nào. Nếu không thả tim lần sau mình không làm nữa đâu. Rồi, ok. Bây giờ chúng mình sẽ chụp mấy bước nha. 1, 2, 3. Ok, mình... Tiếp nào, mọi người làm lại nha. 1, 2, 3.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nếu mà chúng ta có ai mà đang rảnh ấy thì mình vẫn có thể bật mic lên giao lưu nốt nhé. Cảm ơn diễn giả rất nhiều trong ngày hôm nay. Bạn rất vất vả với cả admin của nhóm luôn. Làm đi làm lại slide mấy lần đấy ạ. Em ơi, chị hỏi thêm về cái tinh dầu trầu không được không em? Vâng ạ, chị hỏi đi ạ. Ừ, lúc nãy Thảo bảo là cái tinh dầu trầu không này nó sẽ làm diệt cái melanin à? Đúng không? Nếu dùng thường xuyên ấy. Ức chế á, không diệt được. Thế. Thì em bảo là nó gây ảnh hưởng. Có một số cái tài liệu cho rằng ấy là cái gì của cháu không nhỉ? Không phải là tinh dầu mà hình nó như cái phần nhớ một lần tôi bảo là nó làm cho nó bị như kiểu dạng bị bạch biến hay cái gì ấy, đúng không? Tại vì nó có một cái hàm lượng hydroquinone ở trong cái nhưng mà đấy là cái phần mà ướt nước của cái cháu không chị ạ. Cái phần ướt nước của nó phải nhớ nó ướt nước hay ướt dầu, nhưng mà nó chỉ có cái đấy nó sẽ nằm hoặc là ở hydrosol của nó hoặc là ở trong tinh dầu để em check lại. Nhưng mà nó có cái chất hydroquinone đấy, nếu mà lạm dụng thì nó cũng có thể gây diệt cái tế bào sắc tố. Thì ở trên mạng có một số cái bài viết ấy là sử dụng tinh dầu em xin lỗi sử dụng chấu không thường xuyên thì gây ra hiện tượng bạch biến. Đúng rồi, chị nhớ có lần khi nói thế. Chị thấy thực ra hôm nay như các bạn chia sẻ bài này chị rất là thích. Thứ nhất là một là cái chằm trà về trị mụn ấy. Đấy, chị cũng thích nè. Thứ hai nữa là cái tinh dầu mà họ có muối ấy. Thì như Thảo có nói là cái đấy khi mà có nghĩa là khi người ta trưng cất xong là người ta phải qua một cái quá trình xử lý, chứ không phải là có nghĩa là mình theo, nếu như hôm nay em không chia sẻ thì chỉ cứ đơn giản hiểu là tinh dầu thì người ta sẽ cất ra phần dầu với cả phần nước và nó sẽ nổi cái phần dầu lên trên và người ta sẽ chiết lại cái phần dầu đấy là được, đúng không? Nhưng mà đây sau khi mà cất được cái đấy xong là cần qua một cái quá trình xử lý thì nó mới được một cái lượng, mà đặc biệt là như bọn em có nói là cái này thì nó lại nếu như nó trong môi trường nước thì nó lại rất là ảnh hưởng. Thế nên người ta phải xử lý nó thì mới thu được cái một cái tinh dầu nó đảm bảo chất lượng, và chị thấy rất là hay. Và thứ ba là cả cái tinh dầu phong nữ đấy, nghe các bạn nói thì chị chắc chắn sẽ phải mua về để chị trải nghiệm xem nó như thế lại nào. Là các loại nền của chị đúng không? Mỗi loại nền thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mùi tinh dầu khác nhau. Tức là chúng ta có một cái mùi này rất thơm, nhưng mà khi mà cho vào nền A, nền B, nền C, thậm chí chỉ là nhũ tương và kem dưỡng thôi, thì mỗi cái nền kem dưỡng khác nhau thì nó có thể ảnh hưởng đến cái mùi hương của cái sản phẩm, đến mùi hương của cái tinh dầu. Một cái rất hay hôm nay Thảo chỉ ra cho chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không làm mỹ phẩm được, chúng ta là những người tiêu dùng thông thái thôi, thì ngày hôm nay chúng ta học được một điều rất hay. Đấy là thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là thiên nhiên hoặc là hữu cơ thì là chất lượng rồi. Thế nhưng mà sau buổi hôm nay chúng ta thấy là thiên nhiên hoặc là hữu cơ thì chưa phải là chất lượng lắm, mà chất lượng phải là ví dụ như là chàm trà thì phải có cái hàm lượng là pectinen 4-ol đấy, phải 30% thì đường mới gọi là chất lượng. Thế thì chúng ta sẽ hiểu là ở với người tiêu dùng thì cái chất lượng nó sẽ mang hàm nghĩa một kiểu, nhưng mà trong những cái nhà sản xuất mỹ phẩm như chúng ta thì cái chất lượng đó nó lại lên một tầm cao mới rồi, đúng không ạ? Từ nay mà anh chị mà đi hỏi mua tinh dầu chàm trà lại phải hỏi cụ thể ra là tectinon 4-ol của anh chị là bao nhiêu phần trăm. Trên tôi mới mua, chị... có những nơi nó còn trên 40% cơ ạ. Chị thấy đúng là nếu như thế này, thực ra là nếu như này thì chị chắc chắn là hiện tại người tiêu dùng của mình đúng là sử dụng sản phẩm kém chất lượng là đa số nhỉ. Chứ còn vẫn chưa kết nối được với những là kém chất lượng so với tiêu chuẩn của chúng ta ngày hôm nay ạ. Còn nếu mà đúng rồi thì vẫn là chất lượng, tại vì sao em thấy là những người mà sản xuất tinh dầu hữu cơ thì họ rất là có tâm. Có điều là đôi phương pháp trồng trọt rồi thổ nhưỡng như thế nào nó ảnh hưởng đến cái chất lượng tinh dầu, thì cái này không biết là anh Tiến có thể chia sẻ được không ạ? Anh chắc là cũng quen biết nhiều anh chị sản xuất tinh dầu hữu cơ. Thì nói chung là mình nói là nó không chất lượng là không đúng, giống như là Thư nói á, là tại vì ví dụ như tràm trà đi, nó có hiện nay nó có hai loại giống tràm trà, một loại giống tràm trà có hàm lượng tectin 4-ol lớn hơn 38%, giống như nãy của Thảo. Nhưng mà nó có một giống hàng tràm trà khác, nó cũng là tràm trà tốt như bình thường thôi, nhưng mà tectin 4-ol của nó chỉ có 20% thôi. Nó vẫn là một loại xịn, loại tốt tự nhiên thôi, không có gì hết, chất lượng về mùi vị cũng rất là tốt. Nhưng tectin 4-ol của nó chỉ có 20% thôi. Do vậy cái tiêu chuẩn đó thực sự mình không đồng ý lắm á. Ví dụ như mình muốn đi chút chút là trị mụn thì đúng rồi, mục đích là để trị mụn thì dùng là tự nhiên là chúng ta chọn cái chàm trà riêng với mục đích trị mụn thì chúng ta phải cần cái tectinon 4-ol này cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn một cái chàm trà không có tính năng trị mụn cao mà chúng ta ứng dụng cho những người mà không có mụn chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn loại kia. Đúng rồi.
Vì mục đích khác thì nó vẫn ok, không vấn đề gì đâu. Tương tự vậy bạc hà cũng vậy, bạc hà có những cái loại bạc hà nó là bạc hà Nhật Bản chẳng hạn, nó lên mentor lên tới 70-80%, nhưng nó chỉ chắc là bạc hà tốt bởi vì một ví dụ mục đích mình dùng làm thực phẩm chẳng hạn, mình dùng cái tràm trề bạc hà Âu chẳng hạn, bạc hà Âu là mentapipirita, nó không có cần hàm lượng lên tới 70-80% giống vậy, nhưng mà nó có một cái mùi rất là tốt, một cái mùi bạc hà kèm với một mùi ngọt ngọt giống như một cái mình ăn một cái thỏi sô cô la bạc hà vậy á. À, còn khi mà cái bạc hà mà 80% menthol thì lại mùi rất là gắt, nó rất là nóng ví dụ vậy. À, thì nó mình cũng không dám nói được nó nào tốt hết, tùy vào cái mục đích của mình là cái gì thôi nha. Thì mình chỉ cần xác định là em cho rằng là mỗi một nhà sản xuất tinh dầu đầu tiên nhất là tiêu chuẩn của thị trường là một kiểu. Tiêu chuẩn của thị trường đôi khi rất đơn giản là tôi chỉ cần là hàng organic hoặc tôi chỉ cần hàng nguyên chất 100% thiên nhiên. Nhưng mà trong cái ngành sản xuất thì mỗi nhà sản xuất chúng ta sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn riêng của chúng ta. Ví dụ như là đấy cái Tecfinon 4O đấy nó phải là từ 25-35%, đấy là tiêu chuẩn của cá nhân tôi, của hãng của tôi là như thế. Trên cũng không đạt, dưới cũng không đạt, nó phải là từ 25-35. Thì mỗi khi mà người ta làm nhà sản xuất thì họ sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn kiểu như vậy. Nó chính gọi là COA. Như là lúc nãy Thảo nói, COA là cái chứng nhận phân tích ra sao để cái chất đó nó nằm trong cái hàm lượng mình. Nếu không thì nó không đạt tiêu chuẩn, mình sẽ bán giá rẻ hơn hoặc như thế nào đó. Đúng rồi. Thì trên thị trường thế giới họ cũng chia ra thành nhiều loại mà. Đó thì khách hàng muốn mua loại nào thì họ mua loại đấy thôi. Thì mình có đầy đủ thông tin như là MSCS, COA với lại TDS thôi. Thì tùy khách hàng lựa chọn á. Mọi người có ai có câu hỏi gì không ạ? Ở đây chúng ta có rất nhiều anh chị lâu năm trong ngành hóa. Ví dụ như anh Tiến thì anh ấy là admin của cộng đồng sản xuất tinh dầu hữu cơ. Và anh dạy tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh về hóa dược. Và anh cũng là CEO của một công ty về tinh dầu nữa. Còn nhỏ nhỏ. Không biết là quy mô nào à? Vô bé thôi. Bạn Oppo 9F9, bạn ấy hỏi rằng, bạn Oppo F9 ạ, tinh dầu mình không biết, nhưng có rất nhiều người thậm chí cả một vùng mỹ phẩm cao lá trầu không làm gì. Dùng mỹ phẩm. À, rồi. Ok, tức là bạn có nói về vấn đề là sử dụng cái cao trầu không để dưỡng da lâu ngày thì mặt sẽ mê thêm kẽ. Đó có khả năng là một cái hiện tượng của bạch biến ạ. Không biết cái mủ chôm có như vậy không nhở? Tại vì ngày xưa thấy có nhiều kem dưỡng trắng da mủ chôm ấy. Cái này thì mình có nghiên cứu trên một số cái cây khác á, không phải trên cây trầu á, nhưng mà đại loại là có rất là nhiều những loại cây nó có khả năng ức chế cái việc hình thành melanin á. Thì nếu mà mình dùng không kiểm soát á, không có liều lượng kiểm soát á, thì nó sẽ ức chế cái melanin của mình một cách quá mức. Khi ức chế melanin quá mức á, thì làm cái dần da của mình á, nó bị trắng quá mức á, thì cũng không có nên. Và nó dẫn tới hiện tượng giống như mọi người nói là bạch biến á, thì có khá nhiều những trường hợp giống như vậy á. Có rất nhiều cây có khả năng làm sáng da rất là tốt, nhưng mà mình dùng nhiều quá thì cũng không hay, không đúng liều lượng thì cũng không tốt. Thì cái này mình nghĩ là cũng có khả năng xảy ra được. Thì theo thông tin mình biết á, thì cái dịch chiết của lá trầu á, thì nó có khả năng ức chế được cái việc hình thành melanin. Thì do vậy như bạn Oppo F9 nói, mình thấy cũng có thể đúng. Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không thì chúng ta có thể tạm dừng buổi ngày hôm nay để đến với buổi ngày hôm sau ạ. Chắc là sau hôm nay thì mình sẽ xin phép là cộng đồng là giãn ra chúng mình một chút. Vì là mấy hôm vừa rồi là mình tính là tuần nào cũng có một buổi, nhưng mà mới phát hiện ra là như thế nó hơi bị nhanh quá so với cái khả năng mà có thể làm được những cái chương trình chất lượng cho cộng đồng ta. Vì thế nên là sắp tới mình sẽ giãn ra thành là 3 tuần một lần, 3 tuần một buổi, nhưng mà sẽ cố gắng là làm ra những cái chương trình mà thật sự là chất lượng. Ví dụ như buổi tới dự định là vào ngày 14 tháng 6 tới đây thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề về chuyện là điều chế các sản phẩm chống nắng. Mọi người có quan tâm không ạ? Đây không phải là vấn đề về chuyện sử dụng chống nắng an toàn, mà sẽ là điều chế mỹ phẩm chống nắng. Và diễn giả của chúng ta sẽ là một chuyên gia đến từ nước ngoài, là một tiến sĩ và là một diễn giả nổi tiếng ở trên các cái hội thảo quốc tế về chăm sóc da.
và là một người bạn của mình sau khá nhiều năm làm việc cùng với nhau, thì chúng ta sẽ có một diễn giả nước ngoài đầu tiên. Và như thế thì chúng tôi sẽ cần một thời gian chuẩn bị tương đối dài, đó là 3 tuần. Hy vọng rằng là sau buổi này, nếu anh chị em mà có những cái ý kiến đóng góp gì để cho cái buổi giúp của chúng ta chất lượng hơn, sôi nổi hơn, thì mọi người cứ đóng góp hết mình đi ạ. Nếu không thì 3 tuần nữa mình vẫn kiểu amateur như thế này thì ngại lắm. À, thế xin cảm ơn mọi người đã tham gia từ nãy đến giờ là đến tiếng rưỡi rồi. Có những anh chị em vào gần 2 tiếng luôn. À, thật sự rất là vui. Bye bye mọi người nhá. À, ok, nếu mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi ở trong nhóm nha. Bye bye.